Xin chào mừng các bác và anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Nguyễn Thành Số chúng em. Liên tục là những bộ dàn cao kê lên đường anh em chúng em lại đang đóng hàng gửi đi cho các bác đây. Và tiếp theo trong bộ dàn cao kê ngày hôm nay nữa là của anh Dũng ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Và anh Dũng rất nhanh tay lựa chọn cho mình một bộ cao kê phải nói là tuyệt vời. Em phải công nhận là chính em là những người mà đã trải qua rất là nhiều những bộ cao kê từ thấp lên cao, nhưng mà em vẫn rất thích những thứ là DX5 kiểu như này. Và bộ dàn cao kê ngày hôm nay của anh Dũng là 37 triệu đồng. Xin phép được giới thiệu chi tiết cho các bác và anh em cùng tham khảo. Bộ dàn cao kê ngày hôm nay không có quá nhiều thiết bị các bác nhé. Chúng ta với anh em nào mà có cái sở thích là thích nhiều thiết bị, thích hoành tráng, thích cồng kềnh thì chúng ta sẽ không có được cái thỏa mãn trong bộ dàn cao kê ngày hôm nay đâu các bác nhé. Và chỉ dành cho những anh em nào có cái gọi là tố chất, cái sở thích là chúng ta thích gọn nhẹ, đơn giản, xịn sò, chất chát và đẹp, đúng không? Chứ không có cái sự hoành tráng ở những nhiều thiết bị cồng kềnh, rườm rà, phức tạp đâu các bác nhé. Bộ dàn cao kê ngày hôm nay chỉ có vỏn vẹn 3 thiết bị thôi, nhưng mà sẽ làm cho anh em ngỡ ngàng về cái chất lượng âm thanh cũng như là cái khả năng chơi đa dạng của nó. Lát nữa chúng ta sẽ đi phần chi tiết sau. Nói về cái đô la DX5 là một trong những đô la có thể nói là làm nên tên tuổi của thương hiệu Vinh Bất tại châu Âu cũng như là trên khắp thế giới trong thời gian vừa qua. Nó từ khi nó xuất hiện nó đã đánh bại tất cả những cái đối thủ đàn anh của nó trong các cái phân khúc gia đình. Anh em có thể nói là những phân khúc gia đình thì nó sẽ thiên hướng để chúng ta chơi đa dạng các thể loại nhạc, lúc thì hát karaoke, lúc thì nghe nhạc, lúc thì xem phim, thì hiếm có trên thị trường đô la nào mà đáp ứng được cả ba cái tiêu chí như vậy. Chưa hết các bạn nhá, nó còn rất đẹp nữa. Đô la DX5 phải nói cực kỳ là đẹp trong cái hình thức của nó, đẹp trong không gian gia đình, tuyệt vời luôn các bạn nhá. Nói lại về cái hình thức thiết kế, nó thiết kế cái dạng là dạng kê đứng như này, và thiết kế rất là nhiều đường tiếng trên một thân thùng. Nó có một chép đôm, xin lỗi, một chép mành hay còn gọi là chép điện ấy, và một chép đôm, hai loa chung column ở đây, và kết hợp với dưới đây là một loa subwoofer, loa siêu trầm kích thước bát 25, và mỗi một thân thùng đều có một bát 25 luôn các bác nhá. Cho nên cái tiếng trầm nó thả những quả bát phải nói cực kỳ tuyệt vời. Nó sâu, mềm, có lực, và nó lại đáp ứng được chúng ta nhiều thể loại nhạc. Chúng ta dù là chúng ta nghe nhạc nhẹ nhàng du dương không lời như thế này, hay là những bản nhạc bolero có lời, rồi sau tới những bản karaoke rất là xuất sắc các bác nhá. Đặc tính của những dòng loa nhiều đường tiếng thì bao giờ âm thanh nó rất là ngọt ngào và âm thanh chi tiết, và nó làm cho chúng ta cái cảm giác nghe nó không bị mệt mỏi trong thời gian dài. Đây là bản thân xuất phát điểm của nó là những dòng loa high-end nghe nhạc chuyên nghiệp ấy. High-end là những đẳng cấp thương hiệu của thế giới thì anh em đã biết rồi. Và những đô la high-end thì bên cạnh những cái chất âm hay thì hình thức của nó song song với nó là nó thiết kế mang hơi hướng để chúng ta trưng bày trong không gian gia đình. Và chúng ta nhìn trực diện đô la DX5 nó có phần hơi ngả về phía sau một chút các bạn nhé. Nó tạo ra một cái phong cách rất là độc đáo. Đó, chúng ta cùng quan sát này. Đó, và các cái thân thùng của nó thì được tô điểm với các đường kẻ chỉ, đúng không? Và vân gỗ rất đẹp các bạn nhé. Cái đường lớp sơn của nó rất là bóng, dày, và có một cái gì đó nó sự sang trọng và tinh tế của những màu đen piano như này, đen bóng. Đó các bác nhá, xoay gương được luôn. Rồi, đó là với đô la DX5. Rất đẹp, rất hay, và lát nữa chúng ta sẽ đi đến phần trải nghiệm sau. Hình thức của nó thì chưa có một ai chơi về chất lượng của đô la DX5, cả về hình thức, cả về chất âm các bác nhá. Lát nữa chúng ta sẽ nghe, chúng ta cảm nhận luôn, chứ còn thực ra em nói thì nhiều khi anh em lại bảo là ông này bán hàng toàn nói hay, đúng không? Rồi, lát nữa chúng ta cùng quay về trải nghiệm. Tiếp theo là phần linh hồn của bộ dàn cao kê ngày hôm nay. Đó, phần bộ não trung tâm ấy, thì đó chính là cái đẩy liền vang X7 DAC. Đây là một trong những cái lựa chọn phải nói tuyệt vời, cực kỳ thông minh. Và những ai mà lựa chọn đẩy liền vang X7 DAC tại thời điểm hiện tại, đây là một trong những người mà phải nói là rất là tuyệt vời. Các bác và anh em là những người mà có sự am hiểu và hiểu biết nhất định. Và khi chúng ta lựa chọn sản phẩm này, đó là một cái sản phẩm công nghệ mới nhất bây giờ. Chúng ta đã được thừa hưởng những cái gì thật tinh hoa nhất của cái công nghệ cao kê tại thời điểm hiện tại. Như các bác và anh em biết là trong này tích hợp tất cả trong một vang số này, nâng tiếng, giải mã, chống hú, cổng quang, bluetooth, đúng không ạ? Rất là nhiều công cổng kết nối cũng như là nhiều cái tính năng hiện đại. Tính hợp giải mã cho nên âm thanh nó rất là trong trẻo, sạch sẽ như các bác và anh em đang nghe. Cái thứ hai nữa, xin phép được tắt cái qua cái quảng cáo. Vâng ạ, rồi. Cái thứ hai nữa là nó có hai chế độ để chúng ta vừa hát karaoke vừa nghe nhạc, chỉ bằng một nút bấm. Hiện tại thì em đang chuyển sang chế độ nghe nhạc. Anh em mà thích hát karaoke chúng ta sẽ chuyển sang chế độ karaoke như này. Thì lúc này chúng ta sẽ ưu tiên cái lời ca tiếng hát chúng ta, nó bay, nó sáng và nó ngọt ngào hơn. Và khi chuyển sang karaoke, chế độ chuyển sang nghe nhạc thì nó sẽ như này. Thì với cùng một mức âm lượng như vậy thôi, nhưng mà nó đẩy cái giải trầm xuống sâu hơn và giải chép lên cao hơn, nó tăng cái cảm xúc khi chúng ta nghe nhạc cũng như là khi chúng ta thưởng thức ở những
không gian nó tĩnh lặng buổi sáng sớm hoặc là buổi đêm, không muốn làm việc phiền ảnh hưởng đến ai đấy, thì cái chế độ này rất tuyệt vời các bạn nhé. Chế độ cộng dòng này nó còn dễ, rất dễ sử dụng. Bên này là nút tăng giảm âm lượng của nhạc đó, đánh nguy nguy đúng không, rất tuyệt vời. Lát nữa chúng ta cùng nghe. Bên này là tăng giảm âm lượng của mic các bạn nhé. Đây, chúng ta cùng thử tiếng mic này. Bên trên cùng là một cặp mic không dây VK321, cái nào hàng mic chính hãng thương hiệu của Mỹ. Tiếng nó rất hay các bạn nhé, tiếng rất hay, dày, ấm áp và lại chống hú, cũng như là đầy đủ các công nghệ cảm biến tự ngắt sóng rất khỏe và ổn định. Nó trang bị tới 4 anten và cái tai mic nó rất là đẹp đúng không? Tai mic thì nó không bám vân tay các bạn nhé, sơn nano, rất là bền bỉ. Xin mời anh em cùng nghe từ cái tiếng mic này. Lên 1 2 5 6 7. Đấy, tiếng rất hay nha các bạn nhé. Nào đây chúng ta sẽ cùng đi đến phần trải nghiệm rồi chưa? Hát karaoke xong, xin mời các bác và anh em sẽ cùng ngồi lại và chúng ta cùng đeo tai nghe để thưởng thức lần lượt qua từng phần. Đầu tiên là nhạc không lời, sau đó là nhạc có lời, thứ hai là thứ ba nữa là nhạc remix và thứ tư là hát karaoke các bạn nhé. Rồi chúng ta cứ bình tĩnh, rồi xin mời các bác và anh em cùng thưởng thức ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đón tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần đợi hồi âm chưa thấy. Em ơi nhớ rằng đây còn có anh đêm ngày thầm thương nhớ vơi đầy. Ngày đi người đã hứa toàn những lời chan chứa, còn hơn gió hơn mưa. Mỗi tuần một lần thứ kể nghe chuyện dương gió, kể nghe niềm ước mơ. Nhưng em vắng hồi tư, hay là em hững hờ, hoặc là em không nhớ. Anh đâu khác người xưa, ngày lẫn đêm mong chờ tình yêu nói cho vừa. Từ lâu đành xa vắng, đời trăm ngàn cay đắng, hỏi em biết hay chăng. Chỉ cần một hồi ấm là anh mừng vui lắm, cớ sao em phụ lòng. Ngày xưa em còn nhớ nàng Tô Thị bồng con ngóng trông, thời gian đã hoài công, người thành đã ngàn kiếp yêu thương chồng. Ngày nay anh nào thấy lòng chân thành của tình thế nhân, tìm đâu trong tình yêu được bền lâu để kiếp sau không sầu. Anh mơ ước làm sao cho trọn mối duyên đầu đẹp lòng em yêu dấu. Xưa chức nữ trang ngưu từng đắng cay dại dầu, chờ ô thước bắc cầu. Còn em từ xa cách làm anh hơn anh trách, hỏi em có hay không. Mỏi mòn đợi hồi âm thêm hóa đành lẻ bóng, nhớ thương ai ngập lòng. Vâng, vừa rồi thì các bác và anh em đã đủ thời gian chúng ta cảm nhận rất là rõ nét cái chất âm của bộ dàn cao kê ngày hôm nay. Chúng em đang chuẩn bị gửi đi cho anh Dũng ở Vĩnh Phúc. Và một lần nữa rất là cảm ơn anh Dũng đã tin yêu và ủng hộ chúng em bộ dàn cao kê ngày hôm nay. Kính chúc anh Dũng và gia đình thật là nhiều sức khỏe, bình an và ca hát vui vẻ. Và nếu như các bác và anh em có muốn mua những bộ dàn cao kê kiểu như của anh Dũng như này, hoặc là những bộ dàn cấu hình cao kê ghép theo yêu cầu, hoặc là chỉ đơn giản muốn nâng cấp những bộ dàn cao kê chúng ta thay thế các thiết bị, thì có thể gọi điện trực tiếp theo hai số máy hotline của chúng em ở trên tấm biển là 0975386726 hoặc 0963866622. Địa chỉ của Hoàng Long tại 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, và chúng em sẽ ship hàng toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video clip tiếp theo.